Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ gửi tới mọi người một bức tranh vẽ bằng màu 3D. Bước đầu tiên, ta vẽ đường chân trời. Sau đó quét nền trời bằng màu vàng chanh cộng màu hồng cộng một ít trắng cộng màu da cam. Tiếp theo cộng thêm ít trắng và hỗn hợp đã pha để làm cho bầu trời nhạt dần. Lớp tiếp theo là xanh 36 cộng trắng. Phần màu phía dưới tương tự như màu bên trên, nhưng có phần nhạt hơn. Vẽ mặt trời bằng vàng chanh pha trắng. Vẫn là vàng chanh pha trắng để vẽ đường chân trời. Tiếp theo là bóng của mặt trời. Đậy sáng bằng màu trắng. Núi xa màu da cam pha đen. Núi gần, da cam pha nhiều đen.
mây da cam phá trắng. Phần mây đậm màu tím pha ít đen. Bóng núi da cam pha nhiều đen. Vẽ cầu bằng màu đen. Đậy sáng vàng đất pha đen cộng nhiều trắng. Thank you.
cây cọ màu đen. Vậy là video hướng dẫn của mình đã xong. Hãy bấm đăng ký và like để ủng hộ cho kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.